Một lúc sau Elisa đã đưa Richard về điện thờ. Lúc này Aguil đang gấp gáp vừa bế Hens vừa nói. Đang có trường hợp khẩn cấp, thưa giáo hoàng. Việc gấp gì cơ, rốt cuộc là... Nói tới đây giáo hoàng khựng người, khi nhìn thấy luồng khí hắc ám đang thoát ra từ căn phòng kín. Hiểu được tình hình ông quay lại nói. Chuyện này nguy hiểm lắm nên tôi sẽ vào một mình. Xin nhờ ngài. Aiden mở cánh cửa mở ra, thì thấy một không khí xám xịt đang bao trùm lấy căn phòng. Richard thì đang run rẩy chịu đựng cơn đau. Aiden chỉ có thể thốt lên. Ôi chú ôi. Richard quay ra nói. Chắc cha đang bận lắm, con xin lỗi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con không biết nữa. Tự nhiên lại biến sắc như này. Trước tiên cần phải thanh tẩy chúng đã. Con cũng sẽ giúp cha. Được rồi. Bây giờ chắc con cũng biết sử dụng năng lực thanh tẩy. Con qua bên cạnh đi. Vâng, thưa cha. Nếu bây giờ con còn nghĩ, nước sẽ trào ra khỏi cơ thể khi con sử dụng, thì hãy tưởng tượng lần này, con đưa gấp 4 lần mana vào cơ thể để tạo ra nước. Vâng, con biết rồi. Ngay sau đó hai cha con bắt đầu thanh tẩy cho Richard. Được một lúc thì Richard kêu lên, hự. Elisa cũng nói, có gì đó khác thường ở đây. Sao không thanh tẩy được thế này? Richard đáp, bây giờ mắt thường cũng có thể thấy được rồi. Có lẽ vì nguồn mana này chính là sức mạnh của anh. Sức mạnh của anh? Ý anh là sao? Raymore từng nói sức mạnh này vốn dĩ là của anh. Lúc ấy anh đã nói với em là người đó không biết gì mà. Lúc đó anh sợ em lo nên mới không nói ra. Vì sự an toàn của em là ưu tiên hàng đầu. Elisa hét lớn, Richard. Xin lỗi vì đã giấu em, Elisa. Vậy lần sau anh nhất định phải nói cho em biết, em lo lắm đấy. Aiden cũng nói. Nếu đúng như lời hầu tước nói đây là sức mạnh của Richard, thì quả thật không thanh lọc được. Sức mạnh của Richard không thanh tẩy được sao ạ? Việc thanh tẩy giống như rửa đồ bẩn bằng nước vậy. Chỉ có thể rửa sạch đồ vật dính bẩn, chứ không thể làm vết bẩn trắng lên. Vậy là không thể thanh tẩy được à? Nếu chúng ta cưỡng chế thanh tẩy chúng, vì đây là linh hồn của Richard. Nếu sơ suất thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Elisa nghe thì hốt hoảng. Tính mạng sao ạ? Và khí đen cũng ngày càng mạnh lên. Hiện tại nhờ có em, mà anh mới có thể chìm vào giấc ngủ, nên anh sẽ phải đi thanh tẩy định kỳ. Cô nhìn anh đầy xót xa, em có thể làm gì cho anh đây? Đột nhiên Richard nhớ ra điều gì đó liền a lên một tiếng. Raymore đã nói điều này với con. Nếu tới tháp sự thật thì chúng ta có thể tìm được câu trả lời. Tháp sự thật sao? Sau đó trên xe ngựa Richard nói. Elisa này, anh sẽ tới tháp sự thật một mình. Sao cơ? Anh sợ em và Hens sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta hãy cùng nhau tới tháp sự thật. Anh cúi mặt, ưu tiên hàng đầu của anh là sự an toàn của em và Hanners. Sao anh lại nói vậy chứ? Elisa, anh... Cô ngắt lời. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ. Dù điều đó có đem lại khó khăn hay hạnh phúc. Còn cả mặt dây chuyền nữa, dù nó có vỡ bao nhiêu lần đi nữa thì em cũng sẽ làm lại. Vậy nên hãy để em được ở cùng anh nhé. Richard mỉm cười hạnh phúc rồi ôm lấy cô. Cảm ơn em nhiều lắm, Elisa. Cô thầm nhủ, từ giờ mình sẽ không để Richard gánh vác mọi thứ một mình nữa. Một bên khác Felice đang khó chịu nghĩ. Ông ta thật biết trêu ngươi mình mà. Cho gọi mình rồi bắt mình phải đợi cả buổi sáng. Hoàng đế hiện tại đang nghỉ ngơi ạ. Họ đã cho biết ai sẽ thay thế mình, nên mình mới nói hết những gì cần nói rồi. Vì ngươi là một người thông minh và tin cậy, nên hãy dạy cậu ta thật nhiều điều nhé. Tại sao vậy? Hay hắn biết mình đang cố tình che giấu điểm yếu? Mình còn bị tên công tước non nớt và con ả kia đấm một cú rất đau. Phải rồi. Nếu kết thúc dễ dàng như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa. Phải vật lộn với số phận không thể tránh khỏi đó, thì cuối cùng ngươi sẽ tuyệt vọng thôi. Vị công tước trẻ của chúng ta. Ngay lúc này hai anh chị cũng đang khăn gói chuẩn bị đi đến tháp sự thật. Em có cần gì nữa không? Không đâu, thế là đủ rồi. An cũng bế Hens tới nói. Phu nhân, tiểu công tước cũng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ôi chúa ơi, Hens hôm nay mặc đồ trông rất đáng yêu phải không? Dạ vâng ạ, Hens à, con dễ thương quá đi. Bây giờ chúng ta xuất phát nhé. Richard quay lại hỏi. Mọi chuyện đã giải quyết xong hết chưa? Tất cả đã xong rồi ạ, thưa công tước. Vậy nên công tước, tiểu công tước và phu nhân hãy đi chơi thật vui vẻ ạ. Tôi sẽ quay trở lại sớm. Vài ngày sau. Chuyển thứ này đi đâu đây ạ? Anh hãy để nó ở trước lối vào nhé. Đây là dinh thự được lãnh chúa cho mượn phải không? Đúng vậy, đi đường xa như vậy em có thấy mệt không? Mới 4 ngày thôi mà, em khỏe hơn anh tưởng đó. Phu nhân, đồ đạc vẫn chưa được dỡ xuống hết. Tôi có thể ra giúp họ không ạ? Được chứ, vậy lúc đó chúng ta đi dạo xíu. Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước khi phu nhân trở lại. Richard này, nhìn phía kia kìa, đâu? Từ đây có thể thấy được tháp sự thật. Có lẽ tối mai chúng ta sẽ tới nơi. Thực sự là không còn lâu nữa, Hens à, đây là cây bạch dương. Khác với các cây khác, cây này có màu trắng. Và, trời ơi! Đây là loài hoa giống với hoa mùa đông thường mọc ở lãnh địa Rubellin. Hens à, đây là loài hoa nở rất nhiều ở nhà đó. Ở đó có nhiều người thích Hens lắm đó. Hens bứt lấy một bông thì Elisa ngăn lại. Không được ăn đâu nhé. Rồi cô quay sang nói. Xong chuyện này thì chúng ta đi chơi quanh lãnh thổ Rubellin nhé. Ý kiến hay đó. Đột nhiên Richard cau mày khó chịu, rồi đứng ra chắn trước mặt Elisa. Elisa, em lùi xuống xíu đi. từ trong rừng những cặp mắt đỏ thén bắt đầu xuất hiện, hung dữ đi về phía ba người. Elisa ôm lấy con trai mà hốt hoảng. Chuyện này là sao đây? Dinh thự của lãnh chúa ở gần đây mà. Nhưng sao lại có nhiều quái vật đi xung quanh đây vậy? Lãnh chúa ở đây là người chuyên đi săn quái vật mà. Không đời nào lại để nhiều quái vật ở xung quanh dinh thự như này cả. Hơn nữa, những con quái vật này có mắt đỏ. Giống như con sói tuyết lúc trước tấn công mình vậy. Những con quái vật mắt đỏ bắt đầu nhảy vồ về phía Elisa. Cô đưa tay phản kháng, những con quái vật bị cô tấn công thì gào rú la hét. Bên này Richard cũng sử dụng sức mạnh của mình ngăn chặn đám ma thú, nhưng bọn chúng mỗi lúc một đông hơn, nhiều sói hơn mình nghĩ. Mình có nên diệt sạch một lần không? Sau dòng suy nghĩ đó, đột nhiên những con quái thú cụp tai sợ hãi điều gì đó, mà cùng lúc rút lui. Anh khó hiểu, sao bọn chúng lại bỏ đi vậy? Lúc này đoàn kỵ sĩ cũng chạy đến. Công tước, phu nhân, hai người có sao không ạ? Thompson, có dấu hiệu quái vật ở gần đây không? Không có bất kỳ dấu vết nào của quái vật ạ. Vậy tại sao những con quái vật này lại ở đây nhỉ? Chẳng nhẽ lại là do viên đá linh hồn nữa sao? Thompson, rất có thể những con quái vật bỏ chạy sẽ gây hại cho người dân xung quanh, hãy đuổi theo và tiêu diệt. Nếu phát hiện có viên đá linh hồn, thì hãy thu thập nó ngay lập tức. Vâng, thưa công tước. Laurent, hãy kiểm tra những cái xác đó xem có đá linh hồn không. Vâng ạ, Elisa, em và Hens hãy quay trở về dinh thự trước đi. Anh hãy cẩn thận nhé Richard. Công tước, không có viên đá linh hồn nào ạ. Anh nghĩ thầm, không thể nào Raymore lại đuổi mình tới chỗ này cả. Liệu có phải mấy con thú đó chỉ tới kiếm ăn không? Sau khi nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục di chuyển đến tòa tháp sự thật. Nhìn anh ôm con ngủ say, cô nghĩ, hai cha con chắc phải mệt mỏi lắm, vì tất cả lũ quái vật đều đã bị đánh bại mà. Elisa nhìn về phía tòa tháp, Richard, em ước gì em có thể tìm ra câu trả lời để cứu anh. Đến tối, đây sẽ là nơi mà phu nhân và công tước sẽ ở ạ. Tôi rất xin lỗi vì không thể chuẩn bị phòng tốt hơn cho phu nhân. Không sao đâu, việc đưa một người ngoài vào tháp là một công việc khó khăn mà. Như thế này là tuyệt lắm rồi, tôi rất vui vì phu nhân đã nói điều đó. Tôi ở phòng số 5, nếu phu nhân cần gì có thể tìm tôi nhé. Elisa ngồi xuống mà thở phào. Cuối cùng mình cũng đã ở bên trong tòa tháp rồi. Vì cấu trúc của tháp sự thật rất dễ bị tấn công, nên họ rất dè chừng khi đưa người ngoài vào. Đó là lý do tại sao chủ tháp đã chặn không cho chúng mình vào. Với tư cách là chủ tòa tháp, tôi không cho phép các người vô. May mắn là mình đã biết tòa tháp cần điều gì thông qua ngài Aguil. Những viên đá ma pháp, sách từ lục địa phía đông. Tôi sẽ cung cấp cho ngài những viên đá ma pháp và sách từ lục địa phía đông. Sao ngài vẫn không cho vào? Mình đã thực hiện một cuộc giao dịch với ngài ấy. Cô đã nói vậy rồi thì tôi sẽ cho phép các người vào. Chủ tòa tháp đã cho phép mình và Richard tiến vào tòa tháp. Lúc này Hens cựa quậy. À, Hannes, mẹ làm con thức à? Mẹ xin lỗi nhé. Elisa này, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm nhé. Đi ngủ thôi. Tối đó, khi cả ba đang chìm vào giấc ngủ, thì có một cuốn sách ở thư viện đã biến mất. Sáng ngày hôm sau, khi Elisa mở mắt ra thì không thấy Richard cùng Hens đâu cả. Richard và Hens đi đâu rồi? Cô mở cửa đi ra thì An nói. Người dậy rồi à, phu nhân? Em có gặp Richard và Hens không? Công tước chơi với tiểu công tước, rồi đưa cho vú nuôi, sau đó đi tới thư viện rồi ạ. Ngài ấy bảo tôi đừng đánh thức phu nhân vì phu nhân có vẻ mệt. À, ta biết rồi. Elisa thấy có người đi tới liền hỏi. Helen, cô đi đâu vậy? À, đến giờ tôi phải đi làm rồi. Nếu phu nhân cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Đi làm sao? Vì chúng tôi không có đủ chi phí trang trải cho các chi phí. Ngoài ra tôi cũng muốn đi vận động một chút. Tại sao lại như vậy nhỉ? Kể từ khi lên ngôi thì những viện trợ cấp quốc gia đều đã bị cắt đứt. Ngoài ra những hỗ trợ từ giới quý tộc cũng bị cắt đứt. Thấy Elisa ngơ ngác, Helen hỏi. Phu nhân cần gì không ạ? À, hiện tại thì tôi không cần gì hết. Elisa quay sang gọi, An. Vâng, phu nhân. Em có thể cho gọi ngài Thompson được không? Một bên khác chủ tòa tháp lo lắng. Việc để họ vào tháp có tốt không? Nhưng nếu là một học giả, không thể bắt ai đó đọc sách trong bóng tối được. Họ nói đến tìm một cuốn sách cổ. Đó là cuốn sách từ trước đến nay chưa có ai có thể đọc được. Chắc họ sẽ bỏ cuộc sau vài ngày thôi. Lúc này có người gõ cửa. Ông à, con có thể vào được không? Con vào đi. Hôm nay không phải là ngày con tới thị trấn sao? À, cái đó. Hầu tước Seraius đã kêu con ở lại tòa tháp. Thay vào đó hầu tước sẽ cử hiệp sĩ của bản thân đến làng để trợ giúp. Hầu tước còn sẽ lo cả chuyện ăn uống nữa. Ông ấy ngạc nhiên mà hả một tiếng. Ông thắc mắc, đây là kế hoạch gì vậy? Cô ta đang cố gắng tỏ ra mình ưu tú hơn các quý tộc khác, bằng việc trợ cấp cho tòa tháp sao? Không, phải chăng mình đã nghĩ sai về họ? Helen hỏi, làm như thế liệu có ổn không? Họ cũng đang nhờ chúng ta trợ giúp mà. Chắc họ làm vậy để trả lại công chúng ta đã giúp họ. Vậy nên không có sao đâu. Sau đó Elisa cũng đi đến thư viện. Ngài Aguil nói là đã tìm thấy một cuốn sách cổ ở tầng trên cùng. Wow, cao thật đấy. Richard giỏi thật. Chắc phải bay lên quá. Gì chứ, có thang máy nên chắc không có vấn đề gì đâu. Rõ ràng hôm qua Helen đã nói về nó rồi. Giống như dòng dọc di chuyển vậy. Đây là cỗ máy được chế tạo bởi Ladin, chủ nhân của Esther dành cho người dân ở tòa tháp. Nếu dùng cái này thì cô không cần leo cầu thang, mà vẫn có thể lên xuống chỉ một lần. Nhớ tới điều đó, Elisa hớn hở nói. Vậy chúng ta đi lên tầng 11 nhé. Xin lỗi nhưng, tầng chính thì không có dòng dọc nên phải đi bộ lên. Không phải, tổ tiên của gia tộc Esther. Phải làm đầy đủ từ đầu tới cuối chứ. Cô gượng cười. Ha ha ha, ra là vậy. Ha, cần phải hỗ trợ thêm để hoàn thiện hơn mới được. Phải vậy thì mới không cần phải đi bộ như bây giờ. Một lát sau thì cô cũng thở hồng hộc mà lên tới tầng 11. À, thì ra là công tước phu nhân. Nếu cô muốn tìm công tước thì ngài ấy đang ở bên kia. À, cảm ơn cậu. Cô quay sang thì thấy Richard đang tựa người vào kệ sách. Nghe tiếng gọi của cô, Richard liền gập sách lại. Elisa hớn hở chạy tới vỗ mông Richard. Chồng của ai mà đọc sách thôi cũng đẹp trai vậy hở? Ai nhìn vào cũng tưởng học giả. Mặt Richard đỏ ửng mà ngập ngừng. Em. Sao lại giật mình vậy? Em đang sờ vào vật em sở hữu thôi mà. Chắc em mệt rồi nên ngủ thêm đi. Sao lại tới đây? Chắc leo cầu thang mệt lắm nhỉ? Em là vợ của ngài mà. Vậy nên chúng ta phải dính chặt vào nhau chứ. Anh biết không? Cảnh ở đây rất đẹp, bình yên và là nơi lý tưởng để du lịch. Thoải mái tinh thần nữa. Giờ chúng ta đi tìm sách. Còn chưa nói xong thì Richard cúi đầu xuống khóa môi cô lại. Cố tình quyến rũ anh hà, em định đi đâu? Thưa học giả, nơi này là thư viện đấy. Phải giữ im lặng chứ, phòng vệ chính đáng thôi. Nhiều ngày sau chủ tòa tháp nhìn mọi người mà nghĩ. Đã 6 ngày kể từ khi họ đến tòa tháp. Thật yên bình. Đến nỗi những lo lắng của mình trở nên vô nghĩa. Mình lo rằng điều đó sẽ gây ồn ào. Nhưng họ lại làm giảm bớt công việc của tháp. Tòa tháp giờ đây đã có đủ đồ ăn và nhu yếu phẩm. Những đứa trẻ bắt đầu đã có những bữa ăn thịnh soạn. Liệu mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Mình bị cuốn vào suy nghĩ phải bảo vệ tòa tháp này, nên đã không để ý đến những điều này. Lúc này ông nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài. Tiểu công tước. Tiểu công tước có thấy vui không ạ? Nhìn cái cách đứa bé cười tươi rói, bất giác ông cũng cười theo. Đứa bé này khi cười lên dễ thương quá. Lần đầu thấy ông thả lỏng gương mặt nên mọi người có chút ngạc nhiên. Ông cũng lập tức tắt nắng trước phản ứng đó của họ, mà gằn giọng gọi. Helen, vâng. Hãy gọi Aguil đến đây. Ngay sau đó một xấp tài liệu đã để trước mặt hai người. Aguil nói. Tôi đã nhận được tài liệu từ sư phụ. Đây là những tài liệu ghi chép nội dung của những người trực tiếp nhìn thấy hoặc liên quan đến sách cổ đại. Lượng sách hơi bị nhiều rồi. Elisa hào hứng nói, chắc nó phải ở đâu đó. Nào, cùng tìm thôi. 5 tiếng sau, nay chắc dùng cả đời cũng không tìm được quá. Trời ơi cứu tôi. Cần phải có biện pháp khác. Elsa, nếu thấy mệt thì em về phòng trước đi. Không, em là người có thể thanh lọc sức mạnh đó. Nhưng tại sao cuốn sách lại không xuất hiện chứ? Dù có xuất hiện đi nữa, nhưng mà phu nhân không xử lý được thông tin thì cũng như không. Chờ đã, xử lý thông tin. Đây là thứ đã xuất hiện trong cuốn sách trước đó. Đúng nó rồi. Richard, đi theo em. Hình như em đã biết được cách tìm sách rồi. Cách gì chứ? Anh nhìn nhé. Elisa chìa hai tay ra, một luồng nước liền xuất hiện. Richard ngơ ngác hỏi. Elsa, em làm gì vậy? Richard, tin em không? Tất nhiên, mình là người có thể xử lý được nội dung của cuốn sách. Hãy nhìn vào sức mạnh này và xuất hiện trước mắt mình. Quả nhiên, sách cổ đại có ý chí riêng. Nhìn thấy cuốn sách, Richard ngơ ngác. Xuất hiện thật kìa. Cuối cùng cũng tìm ra. Sách cổ đại. Estoladin. Đã hòa thành một với cây thần. Đó cũng là tên của gia chủ đời đầu gia tộc Esther. Và rõ ràng Jinith khi ấy đang là lễ lập quốc. Người này thì có liên quan gì đến ma thuật đen chứ? Vị vua đầu tiên của Jinith là vị vua đầu tiên được công nhận bởi 4 gia tộc Cairo, Rubellin, Seraius và Esther. Và cũng là vị vua cuối cùng của ma tộc và ma vật. Ban đầu thần đã cùng với sự hỗn loạn. Đã tạo ra sự hỗn loạn và sự sống. Đó là ma tộc và ma vật. Họ đã giết hại lẫn nhau và tạo ra sự hỗn loạn còn lớn hơn thế. Sau đó thần theo đuổi sự hòa hợp đã tạo ra máu, ma nơ. Và tạo ra một sinh mạng khác là con người nhưng không giống như ý muốn của thần. Hai sinh mạng đã tàn sát lẫn nhau và tự cho mình là nhất. Tuy nhiên, con người sinh ra từ ma nơ thuần khiết không thể vượt qua sức mạnh của hỗn loạn. Cuối cùng, họ đã thua trong cuộc chiến chống lại ma tộc và bị cai trị. Thần thấy đáng tiếc nên đã chia sức mạnh của mình cho họ. Có 4 người được chia sức mạnh. Trao cho Cairo năng lực của lửa. Trao cho Rubellin năng lực của gió. Và trao cho Esther năng lực của âm thanh. Nhưng ma vương có sức mạnh hỗn loạn rất mạnh. Ngay cả 4 anh hùng nhận được sức mạnh của thần, cũng không tránh khỏi khó khăn. Và lúc đó đã xuất hiện một người có thể chống lại ma vương. Anh ta chính là con trai của ma vương, Zinit. Sau một thời gian dài chiến đấu, 5 anh hùng đã đánh bại được ma vương. Và ma tộc đã bị đuổi ra khỏi hẻm núi. Sau đó 4 anh hùng đã chọn Jinith, người có nhiều chiến công nhất. Công nhận anh là vua của họ. Thành lập nên quốc gia Aron kia. Anh trở thành vua và có người tình luôn tin tưởng và ủng hộ. Anh đã hứa với Aien Sirius bên nhau cả đời. Nhưng yên bình không kéo dài lâu. Sức mạnh của ma vương đã chết, đã được Jinith hấp thụ. Và cộng hưởng với sức mạnh hỗn loạn mà anh có. Điều này là do anh đã dùng sức mạnh với tư cách ma vương mới. con người bắt đầu lo sợ trước sức mạnh hỗn loạn của Zinit. Lời tiên tri được đưa ra giống như ngọn lửa trong sự bất an của họ. Ma vương sẽ tiêu diệt tất cả sinh mạng của vùng đất này và hủy diệt thế giới. Nội dung lời tiên tri là như vậy. Nói cách khác, nếu muốn ngăn chặn con người diệt vong thì phải giết Zinit. Và bi thảm thay, thứ duy nhất có thể giết chết anh, người mang sức mạnh của hỗn loạn, chỉ có người tình của anh với sức mạnh thanh tẩy trong mình. Richard bần thần thầm nghĩ, không ngờ đây lại là sức mạnh của ma vương. Thì ra lần này do mình, mà lũ quái vật mới nổi cơn thịnh nộ. Lúc này Elisa đi vào gọi, Richard, chúng ta hãy đến rừng cây thánh và tìm Estoladin. Nếu người đó có tồn tại, thì có lẽ anh ta sẽ biết cách phá giải. Elisa, anh, em đã nói rồi đúng không? Dù là buồn vui hay thất bại thì em vẫn sẽ ở bên anh. Chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này. Vì thế nên anh đừng nghĩ gì nữa. Vậy thì anh cũng sẽ hứa với em một điều. Dù có chuyện gì xảy ra, thì anh cũng sẽ không làm bất cứ việc gì khiến em gặp nguy hiểm. Hãy cùng trao nụ hôn thể nguyện nhé. Dứt lời cả hai trao nhau nụ hôn thể nguyện một cách nồng cháy. Ngày hôm sau mọi người bắt đầu rời khỏi tòa tháp. Hens, bây giờ chúng ta sẽ về nhà nhé. Phu, dễ thương quá. Lúc này ông chủ tòa tháp đi đến, e hèm. Ngài học giả, vì hai người nói muốn tài trợ cho nghiên cứu của chúng tôi, nên tôi mới đưa cái này để cô có thể cân nhắc về nó. Cái này, là hộp nhạc phải không? Nó không chỉ là hộp nhạc thôi đâu. Hộp nhạc này còn ghi nhớ và lặp lại chính xác âm thanh mà nó nghe thấy ngay cả khi dây cót bung ra. Vậy là nó chả khác gì máy thu âm cả. Có một phát minh tuyệt vời như vậy mà sao ngài lại không đem bán? Chà, chúng tôi không thể bán nó vì không tìm ra đá ma nơ làm năng lượng được. Elisa đưa tay nhận lấy. Tôi sẽ nhận nó với lòng biết ơn. Ngay lúc này trong hoàng cung, Rose tức giận đập phá đồ đạc. Sao hoàng hậu có thể đối xử với ta như vậy? Nhớ lại trước đó hoàng hậu nói, cơ thể con đang không được khỏe, nên rất khó để thụ thai, thế nên con tạm thời nghỉ dưỡng ở ngoại ô thì thế nào? Gì cơ, nghỉ dưỡng á, đừng có đùa ta. Có mà bà ta định đưa tình nhân của thái tử lên để có người thừa kế. Không được rồi. Cứ thế này thì không biết chừng, mình sẽ bị cướp đi vị trí hoàng hậu mất. Đúng rồi, đứa con ngoài giá thú đó. Chỉ cần tìm ra đứa con ngoài giá thú mà Elisa giấu, và biến nó thành con mình là được. Nếu vậy thì bà ta sẽ không thể đường chính đưa tình nhân của thái tử lên như bây giờ được nữa. Ngoài ra, nếu nó nằm trong tay mình, thì sau này cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Mà vợ chồng họ đã rời đến tháp chân lý rồi. Trông có vẻ hơi khó, nhưng nếu ra vùng ngoại ô thì có thể dễ dàng tìm thấy đứa con ngoài giá thú đó rồi. Này ngươi! Vâng, thưa thái tử phi. Ngày mai ta sẽ đến dinh thự hoàng gia nên hãy chuẩn bị đi. Ngày hôm sau đám trẻ được thần quan dắt đi chơi. Ryan em không được rời khỏi tay chị đâu nhé. Vâng ạ, em biết rồi. Chúng ta sang kia kiếm củi nhé. Vì Ryan còn nhỏ nên chỉ cần kiếm củi nhỏ thôi nhé. Em đã 5 tuổi rồi nhé. Em có thể làm được. Chị biết rồi. Các em cũng đi nhặt củi khô nhé. Vâng ạ. Lúc này thần quan nhìn thấy Rose bên kia bờ hồ. Thái tử phi mà, sao người đó lại ở đây? Cô quay lại dặn. Các em, không được qua bên kia nhé. Sao vậy ạ? Việc các em nhìn vào quý tộc là điều cấm kỵ đó. Các em có thể sẽ bị thương nếu nhìn chằm chằm vào họ. Dạ, vâng ạ. Chị ơi, em nghe thấy tiếng gì đó. Thần quan quay lại thì ngơ ngác khi thấy đám quái vật đang kéo đến. Quái vật. Sao chúng lại ở đây? Chỗ này gần với đền thờ mà. Bọn chúng bắt đầu gầm rú, hướng về lũ trẻ. Các em, mau chạy đi. Cứu với. Trong lúc tháo chạy có một cậu bé đã bị ngã. Con quái vật cũng nhảy lên định vồ lấy cậu bé. Đột nhiên có một ngọn lửa thiêu cháy con quái vật. Sau đó là giọng nói của Ryan vang lên. Các bạn nấp sau lưng mình đi. Mình sẽ bảo vệ các cậu. Ryan, cứu mình với. Mình sẽ cứu cậu, cậu đợi mình nhé. Bên này Rose đang nghĩ. Mình phải tìm ra đứa con ngoài giá thú đó trước khi Elisa trở về. Mình đã để cho tay sai đi tìm kiếm, nhưng không biết là tay sai có thể tìm thấy không nữa. Kia là mấy đứa trẻ mồ côi ở đền thờ. Không biết lũ này ra đây làm gì, vì đền thờ bữa nay không thấy động tĩnh gì hết. Đột nhiên ánh mắt Rose khựng lại khi nhìn thấy đám quái vật. Đây là quái vật. Tại sao, chỗ này lại có quái vật? Mau, đưa thái tử phi lên xe ngựa. Cô ta đang tháo chạy thì nhìn thấy gì đó liền nói, chờ đã. Ma thuật lửa. Elisa cô ta đang nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, nhưng lại là đứa con ngoài giá thú sao? Thái tử phi, xin người hãy quay trở lại xe ngựa, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Không, đem đứa trẻ đó lại đây. Dạ, đứa trẻ đó. Đúng vậy, đứa trẻ đó, bằng mọi giá phải đưa được nó về. Bên này Ryan đang ra sức ngăn chặn quái vật. Bạn có sao không? Mình không sao, cảm ơn Ryan. Ryan này, ngọn lửa đó. Ryan giật mình. Chết rồi, mình đã hứa với giáo hoàng là sẽ không sử dụng ma thuật trước mặt mọi người rồi. Mọi người đừng có nói với giáo hoàng nhé. Em không muốn bị mắng đâu. Ryan bạn tuyệt quá đi. Các em, chúng ta quay lại đền thờ thôi. Ngay lúc mọi người định rời đi, thì nhóm người của Rose tới. Đợi đã. Chúng tôi có thể đưa đứa trẻ đó đi được không? Tôi xin lỗi nhưng không có sự cho phép của giáo hoàng, thì chúng tôi không thể rời khỏi đây được. Bọn họ không nói lý lẽ, liền vung tay tát thần quan một cái. Con nhỏ hỗn láo này. Đám trẻ ra sức ngăn cản. Ryan à, chạy đi. Tụi mình cản lại cho. Mấy đứa nhóc này, tụi bay muốn chết à? Ryan ra sức bỏ chạy trong sợ hãi. Vừa chạy vừa gọi, chị ơi, cứu em với. Một lúc sau, giáo hoàng. Có chuyện gì vậy? Có chuyện lớn rồi ạ. Lửa đang lan rộng ở khu rừng gần đền thờ. Lũ trẻ đang đi lấy củi. Và kể lại rằng là Ryan đang bị kỵ sĩ truy đuổi. Ryan đã chạy lên núi để tránh sự truy đuổi của kỵ sĩ rồi ạ. Aiden lo lắng, sức mạnh của Ryan đã bị phát hiện chưa? Ryan đang gặp nguy hiểm. Lúc này ở trong rừng, thằng bé đó không chạy xa đâu. Đi tìm nó đi. Ryan ngồi núp trong bụi mà sợ hãi, thầm gọi. Mọi người đi, cứu em với. Đoàn người của Richard đã đi đến gần khu vực đó, ngồi trên xe ngựa anh nói. Có vẻ em đã quá mệt rồi nhỉ? Chúng ta sắp về tới rồi. Lúc này anh nghe bên ngoài có tiếng động. Thompson cũng vén màng ra nói. Thưa công tước, tôi nghĩ chúng ta phải quay lại đền thờ ạ. Có một đám cháy ở gần đền thờ. Cái gì? Việc dập tắt đám cháy có thể sẽ mất chút thời gian vậy nên. Elisa dụi dụi mắt nói. Không sao đâu, quay trở lại đi. Elisa, em tỉnh lúc nào vậy? Em vừa mới tỉnh thôi. Khi cháy rừng xảy ra, cần phải có người ở đó để dập lửa. Vì em và anh đều có năng lực, có khả năng dập lửa nên chúng ta phải chịu trách nhiệm. Em đã nói vậy rồi thì sao anh dám cãi chứ? Quay xe đi. Elisa giao con trai cho An. An, em hãy quay trở lại dinh thự với Hens giúp ta. Vâng, thưa phu nhân. Giữ chặt nhé, Elisa. Vâng. Richard ôm lấy Elisa mà bay lên cao. Cô nhìn xuống nói. Có điều gì đó kỳ lạ lắm. Hai đám cháy cùng một lúc. Đây chắc chắn là đám cháy nhân tạo. À, cha của em ở phía bên kia. Hãy đến chỗ của cha em trước đã. Vâng. Bên dưới Aiden đang ra sức dập lửa. Hãy ngăn chặn lửa cháy sang bên đó. Chặn cả chỗ này nữa. Elisa tiếp đất liền gọi cha. Con nói đi tháp sự thật mà, sao lại quay lại rồi? Tụi con kiếm xong rồi, con nghĩ đã có ai đó gây ra đám cháy này. Cha đã kiểm tra trên đường tới đây, và ngọn lửa này chính là sức mạnh của Ryan. Sức mạnh của Ryan sao? Đúng vậy, có vẻ như có thứ gì đó đã khiến Ryan phát huy sức mạnh. Những đứa trẻ đi nhặt củi cùng Ryan đã kể lại. Ryan đã đánh đuổi quái vật, nhưng đột nhiên kỵ sĩ tiến đến và... Khác với mọi khi, Ryan đã sử dụng sức mạnh để bảo vệ lũ trẻ khỏi quái vật. Nhưng không may, Thái tử Phi lại ở gần đó, bọn họ đã khám phá ra sức mạnh của Ryan, và đã kêu kỵ sĩ đến bắt thằng bé. Những đứa trẻ trốn thoát đã nói rằng, Ryan đã chạy một mạch vào ngọn núi để tránh sự truy bắt, Richard tự trách. Quái vật. Chỉ vì mình mà. Elisa nắm lấy tay anh mà nói, không sao đâu, Richard. Cha à, con biết Ryan giờ đang ở đâu rồi. Thật sao? Con nhìn thấy có một đám cháy khác vậy nên chắc Ryan đang ở đó. Richard, chúng ta đi cứu Ryan thôi, được rồi. Tụi con sẽ quay trở lại sớm. Hy vọng Ryan được an toàn. Lúc này Ryan đang ngồi giữa đám cháy mà khóc, hức hức. Vì sợ kẻ xấu tiếp cận, nên mình đã tiếp tục sử dụng sức mạnh. Chắc là chị và giáo hoàng rất giận, vì mình đã sử dụng sức mạnh. Liệu chị và giáo hoàng bỏ rơi mình, vì mình đã hứa rồi thất hứa không? Mọi người ơi, đừng bỏ rơi Ryan mà. Ngay lúc này một dòng nước đã dập tắt ngọn lửa xung quanh Ryan. Từ phía trên cao Elisa gọi. Ryan. Ryan vỡ òa lao đến. Chị ơi. Ryan à, em có làm sao không? Chị ơi. Chị ơi, chị và giáo hoàng đừng bỏ rơi em mà. Em hứa là sẽ không sử dụng sức mạnh trước mặt người khác nữa đâu. Mọi chuyện ổn rồi, Ryan à, chúng ta quay lại thôi, Asa. Được thôi. Tối hôm đó nhìn thấy Ryan ngủ ngon giấc. Elisa nghĩ thầm. Thằng bé đang ở độ tuổi cần được yêu thương. Thằng bé sợ mình sẽ bỏ rơi vì thất hứa ư. Chị ơi, chị sẽ không bỏ rơi em chứ. Thậm chí thằng bé còn cảm thấy có lỗi khi có ai đó bị thương. Nếu xem xét kỹ thì đâu phải lỗi của Ryan. Quả nhiên dù chủ là tạm thời, thì mình cũng phải chăm sóc cho Ryan. Phu nhân, em vào được không ạ? Em vào đi. Có một lá thư vừa được gửi tới ạ. Người đưa thư nói là sẽ chờ thư trả lời. Cô nhận lấy rồi hỏi, thư sao? Sau khi mở ra vẻ mặt liền lộ vẻ hoảng hốt. Cái này. Sau đó tại một quán cà phê, Elisa đi vào thầm nghĩ. Nghe nói cô ta mời mình đến quán cà phê ở quảng trường thủ đô. Có vẻ như cô ta thực sự muốn che giấu chuyện lúc đó. Mời phu nhân. Liệu cô ta có biết Ryan đã phải chịu đau khổ vì cô ta không? Chào nữ công tước. Chào Thái tử Phi. Rose vừa gặp Elisa đã nói. Cô đã hiểu lầm chuyện lúc đó rồi. Tôi thực sự không có ý định giết đứa trẻ đó. Chắc cô cũng đã nghe được chuyện. Thái tử đã ngoại tình rồi đúng không? Nếu cô ta đưa đứa trẻ đó tới đây thì vị trí của ta sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên ta tính sẽ nhận nuôi đứa trẻ đó và... Elisa ngắt lời. Không. Đứa trẻ đó đã được nhận nuôi bởi tôi. Cô định dùng đứa trẻ đó làm chỗ dựa vững chắc cho ngôi vị của mình. Đứa trẻ đó sẽ bị sát hại khi hết giá trị lợi dụng. Tôi nói có đúng không? Nếu bệ hạ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ đó thì sao? Cô sẽ định làm gì? Đến lúc đó tôi sẽ nói là nhà Rubellin đang bảo vệ con trai của thái tử, khỏi sự truy đuổi của hoàng gia. Vậy tại sao cô lại làm vậy với tôi? Tôi và cô không thù không oán mà. Bởi vì, cô đã có ý định giết đứa trẻ đó. Vị trí của tôi đang bị đe dọa, làm sao mà tôi có thể đứng yên được chứ? Vậy thì, việc để con trai của thái tử lang thang ngoài đường là đúng sao? Cái gì cơ? Nếu cô đủ thông minh, thì cô sẽ tìm được cách giữ vững vị trí đó, mà không cần phải giết đứa trẻ đó. Nhưng dù là gì đi nữa, thì cô cũng không thể biện minh cho việc mình đã từng giết con trai của thái tử. Và tôi nghĩ cô cũng hiểu chuyện gì tiếp theo rồi phải không? Cô chính là một kẻ giết người. Tốt nhất là từ giờ cô đừng có đụng tới đứa bé đó nữa. Nói rồi Elisa quay lưng rời đi. Lúc này tại nơi làm việc của Richard, không khí cuộc họp hôm nay rất tốt. Tôi nghĩ là do có sự xuất hiện của công tước Rubellin. Cuối cùng thì, mình phải cảm ơn Elisa vì đã đảm nhận danh hiệu gia chủ của Seraius. Có rất nhiều người trong hội đồng đều đồng ý với mình. Elisa chắc sẽ rất vui khi nghe câu đó lắm. Công tước Rubellin, lâu lắm rồi mới gặp lại ngài. Mình cứ nghĩ hắn ta đã bị xử lý khi rời khỏi trại giam, nhưng có vẻ không phải vậy. Tôi nhận được lệnh mời công tước đến một nơi. Đứng trước một tòa nhà bỏ hoang anh nghĩ. Đây là nhà bỏ hoang mà. Ai lại muốn gặp mình ở đây chứ? Mong ngài hãy theo tôi vào dinh thự. Có vẻ như người này sợ hoàng đế sẽ xử tội, vì có liên hệ với công tước Rubellin. Mình đoán, mình sẽ phải cẩn thận khi bước vào chỗ này. Anh vào trong thì hầu tước Felice hỏi. Anh đã tìm thấy câu trả lời của mình ở tháp sự thật chưa? Tôi tìm được rồi. Nhưng anh vẫn còn những câu hỏi khác chưa trả lời được. Ví dụ như, làm thế nào mà anh lại có sức mạnh đó? Cũng như danh tính thực sự của anh. Để tôi kể cho anh nghe về một câu chuyện này nhé. Khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi đã cứu một người phụ nữ ở ngoài đường. Tuy nhiên người phụ nữ đó lại lấy oán trả ơn. Mẹ tôi đã bắt gặp người phụ nữ đó vào phòng riêng của ba tôi. Và không lâu sau cô ta trở thành nhân tình của ba tôi. Vì quá tức giận nên mẹ tôi đã trút giận lên tôi bằng đòn roi. Không lâu sau đó thì mẹ tôi lâm bệnh. Người phụ nữ đó đã lén đổ thuốc độc vào thuốc của mẹ tôi. Mặc dù tôi biết nhưng tôi vẫn đưa thuốc đó cho mẹ tôi uống. Tôi đã nghĩ điều này trong đám tang của mẹ tôi. Làm sao mà người phụ nữ đó lại phản bội ân nhân cứu mạng của mình? Tại sao tôi lại gián tiếp giết hại mẹ tôi? Tại sao con người lại có thể độc ác đến thế? Trong 10 năm tiếp theo, tôi đã quản lý tài sản và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Vì mong muốn của bản thân mà sẵn sàng ra tay sát hại người thân. Tìm thấy ma túy ở khu ổ chuột phía Tây. Ly kỳ chuyện bán con của bản thân để kiếm tiền. Tranh giành đấu đá nhau chỉ vì một người phụ nữ. Thứ yếu đuối và xấu xa nhất chính là con người. Con người chính là sự thất bại mà Thiên Chúa đã tạo ra. Rồi một ngày tôi đã gặp được Chúa trong một hang động. Linh hồn đưa thế giới trở lại với trật tự ban đầu. Toàn bộ đội điều tra ngày hôm đó đều mất mạng, trừ tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra, mẹ tôi đã từng nói, Chúa không bao giờ muốn thất bại. Nên việc của tôi bây giờ là đi theo Chúa và loại bỏ thành phần gây hại. Sau đó, tôi đã rời khỏi ngọn núi đó. Tôi đã ở lại ngôi làng ở gần đó, để khám phá về linh hồn mà Chúa ban cho. Tình cờ sao, tôi đã gặp một người phụ nữ. Người đó đã nhờ tôi chữa trị cho con của cô ấy. Điều kỳ lạ là linh hồn đã ngủ yên bấy lâu nay, lại có phản ứng với đứa trẻ đó. Tôi đã chuyển linh hồn vào đứa trẻ đó, và làm đứa trẻ đó sống lại. Đúng vậy, đứa trẻ được nói ở đây chính là Elisa, người vợ yêu quý của anh. Anh chính là thứ cản trở cho việc Chúa phá hủy thế giới thất bại này. Ông nghĩ là tôi sẽ tin những lời ông nói sao? Đúng nhỉ, anh đâu có tin những điều tôi vừa nói đâu, nhưng lỡ chẳng may. Mọi thứ đúng như tôi nói thì sao? Hãy nhìn đi, đó mới chính là sức mạnh của anh. Sự hỗn loạn đánh bại sức mạnh thanh tẩy và phá hủy mọi thứ. Cả vợ và con của anh sẽ sớm chết dưới tay của anh mà thôi. Chỉ có tôi mới có thể khống chế sức mạnh đó. Chuyện đó sẽ không xảy ra như người nói đâu. Ta nghĩ, người nên lo lắng cho bản thân trước khi lo lắng cho người khác. Có người đang tìm ta nên ta đi trước đây. Thấy Richard rời đi, hầu tước Felice tức giận. Chết tiệt, thất bại rồi. Ngươi có ở đây không? Vâng. Chuyển lời đến Thái tử Phi là hãy về nhà mẹ đẻ đi. Thời gian trôi qua, bây giờ đã là mùa xuân. Và đã có rất nhiều điều xảy ra ở dinh thự Rubellin. Ryan đến sống ở dinh thự. Khi mới tới dinh thự, tình trạng của Ryan vẫn chưa được cải thiện. Thằng bé vẫn sợ mình sẽ ghét và đuổi thằng bé. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của những người trong dinh thự, mà Ryan đã cởi bỏ được bóng ma trong lòng. Richard cũng bắt đầu dạy Ryan sử dụng phép thuật một cách tự do. Richard muốn Ryan sử dụng sức mạnh một cách tự nhiên. Ngoài ra cũng có những chuyện khác đã xảy ra. Trước khi tới rừng thánh, mình đã thu thập được rất nhiều thông tin. Olivia hỏi, dạo này con thế nào rồi? Con đi tới rừng thánh vì Julia à? Không ạ, lần này con tới để tìm cây thiêng. Cây thiêng? Sao phải kiếm nó? Con nghĩ nó có liên quan gì đó đến 12 năm bị mất ký ức của con. Vậy thì con hãy tới làng Hayden nhé. Làng Hayden sao ạ? Đó là một ngôi làng tọa lạc sâu trong cây thánh. Đó cũng là nơi Julia đã ở đó trong thời gian lẩn trốn. Ta phát hiện ra chuyện đó khi đang tìm kiếm Julia. Tuy lẫn trốn, nhưng mẹ của con vẫn dạy cho người dân ở đó về thảo dược. Nhờ việc đó mà rất nhiều đứa trẻ đã được cứu sống. Ta nghĩ nếu con nói là con gái của Julia, thì họ sẽ chào đón con. Cảm ơn cô rất nhiều, có gì đâu, Cẩn thận nhé, Elisa. Ta hy vọng con có thể tìm thấy câu trả lời về thứ mà con đang tìm kiếm. Con cảm ơn ạ. Theo lời Olivia nói, Elisa đã lên đường. Ta sẽ quay trở lại sớm. Phu nhân và công tước đi cẩn thận ạ. Anh chị về sớm nhé. Chúng ta tới cây thánh thôi. Richard này, dù có chuyện gì xảy ra, thì anh cũng phải để em ở bên cạnh anh nhé. Anh biết rồi. Nhìn anh cô lo lắng nghĩ. Phản ứng của Richard trông khá lạ. Là do sức mạnh hắc ám sao? Sẽ tốt hơn nếu anh ấy nói với mình. Richard lo lắng. Nếu điều đó trở thành sự thật thì sao? Nếu những gì ông ta nói là thật, thì sức mạnh này sẽ nhấn chìm mình mất. Nếu mình bị hắc hóa, thì mình sẽ làm tổn thương Elisa cũng như Hens mất. Mình buộc phải đưa ra quyết định thôi. Rất nhanh cả hai đã tới nơi. Elisa đi đến hỏi trưởng làng. Không biết bà có thể dành thời gian để nói chuyện với con không? Sau đó Elisa nhận được một cuốn bản đồ và đi tìm kiếm. Chắc chắn nó ở quanh đây thôi. Elisa, mặt trời sắp lặn rồi nên hãy nghỉ ngơi và để mai tìm thôi. Anh cứ về trước đi. Làm sao mà anh có thể để em một mình được? Anh đã nghe trưởng làng nói rồi mà. Lúc đó mẹ em cũng đi tới ngôi làng này để tìm cây thần. Sau khi em nghe những lời đó, thì em lại càng muốn tìm hiểu về những ký ức đã mất. Nhưng mà, khu vườn này vào ban đêm rất nguy hiểm. Thế nên, vị tiểu thư này có muốn đi về cùng anh đẹp trai này không? Ha ha, sao nay anh lại ga lăng vậy? Thôi được rồi, để mai. Nói tới đây Elisa khựng lại. Hả? Có cái gì đó? Có chuyện gì vậy Elisa? Cô nói, nguồn năng lượng này quen thuộc lắm, nếu em đi xa thêm một chút. Elisa chạy về phía nguồn năng lượng đó, thì Richard gọi, Elisa, đợi đã. Ngay sau đó ánh sáng của năng lượng liền dập tắt, Elisa cũng biến mất theo nó. Richard nhìn theo mà lo lắng gọi, Elisa, Elisa. Nhưng Elisa cứ thế lao về phía ánh sáng đó. Tới một nơi hoàn toàn xa lạ, mơ hồ không biết ở đây là đâu. Chợt cô phát hiện ra một cái cây vô cùng to lớn. Liệu đây có phải là cây thiêng không nhỉ? Khi cô chạm nhẹ vào cây, cô có thể cảm nhận được nguồn mana rồi dào tỏa ra, cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về. Đúng lúc này có người đi tới khiến cô giật mình. Người đó che chắn khá kín. Giọng nói trầm ấm vang lên. Đã lâu rồi không gặp Elisa à? Elisa tò mò hỏi, liệu ngài có phải là Estoladin không? Nhưng sao ngài lại biết tên của tôi? Ta biết con có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng trước hết ta xin tự giới thiệu. Tôi là Estoladin, và ta chính là người đã nuôi dưỡng con 12 năm. Mẹ con đã đưa con cho ta. Cô thành thật khẳng định, tôi đã không còn tôi của quá khứ. 12 tuổi tôi đã thay đổi tâm hồn. Con chính là đứa trẻ mà ta đã nuôi dạy. Bên cạnh đó thì tâm hồn con không hề thay đổi. Kể từ khi con được sinh ra, lý do con không nhớ 12 năm đó là vì sức mạnh của ta khi tạo ra linh hồn của con. Một phần sức mạnh đọc được quá khứ và tương lai từ ta, đã chuyển vào đó chính là lý do tại sao con lại đọc được quá khứ và tương lai gắn liền với linh hồn của con. Trước khi con được sinh ra, ta đã mời mẹ của con tới khu rừng này. Định mệnh của bà ấy là không có con, nhưng ta đã trao cho bà ấy linh hồn của con. Chẳng bao lâu sau, họ có được con. Nửa năm sau bà ấy tới gặp ta, và cầu xin hãy cứu lấy con. Mẹ của con người đã bị thương, sau cuộc chiến tranh đã sinh ra con sau 6 tháng. Và ta đã ôm con vào cây thiêng để cứu sống. Sau 10 tháng thì con đã an toàn sống sót. Thế nhưng điều kỳ lạ là, con không bao giờ tỉnh dậy. Ta không còn cách nào khác ngoài việc ôm ấp và nuôi nấng con. Suốt 12 năm đó, là lý do tại sao con lại không có ký ức. Vào năm 12 tuổi, có những dấu hiệu cho thấy con sẽ tỉnh dậy. Ta đã bí mật liên hệ với ai đó để đưa con ra ngoài. Người đó chính là Rubellin. Sứ mệnh của con là thanh tẩy cho đứa trẻ đó. Tức là gen X, chính xác cậu bé đó bây giờ là Richard. Cô hoang mang hỏi lại Richard là gen X sao? Ông thẳng thắn đáp, đúng vậy. Con đã biết được điều này thông qua cuốn sách cổ, được tìm thấy ở tháp sự thật. Sức mạnh của Richard vô cùng nghiêm trọng. Linh hồn gen X được tạo ra để hủy diệt thế giới này. Nói một cách chính xác thì, linh hồn được tạo ra để tiêu diệt con người. Những sinh vật thất bại. Cô tức giận phản đối. Tại sao thế giới này lại bị hủy diệt chứ? Con người vốn dĩ là những sinh vật đáng yêu. Ông cho rằng con người chỉ là một trong muôn vạn sinh vật. Ta đã tạo ra con để tồn tại, và chống lại sự hủy diệt đó. Nhưng cô lo lắng, nếu có thể khống chế sức mạnh của Richard, thì anh ấy sẽ như thế nào? Ông từ tốn giải thích, sự hỗn loạn và bóng tối chính là bản chất của linh hồn Richard. Nếu linh hồn bị biến mất, thì nó sẽ bị diệt vong. Nếu không may mắn thì Richard sẽ chết. Cô sợ hãi khi nghe thấy điều này, sẽ thật vô nghĩa nếu nó xảy ra. Sự việc sẽ diễn ra không khác gì câu chuyện của gen X và Aien, được nhắc tới trong sách cũ. Aien không thể giết chết người mình yêu gen X. Cuối cùng cô ấy đã lựa chọn cái chết, để phong ấn sức mạnh của gen X. Cô ấy mong rằng gen X sẽ sống sót, nếu như mình hy sinh. Thế nhưng gen X đã mất mạng dưới tay con người. Liệu bi kịch có lặp lại một lần nữa? Nhưng như vậy là quá tàn nhẫn với một người đàn ông tốt như Richard. Số phận hủy diệt thế giới và số phận phải giết chết người đàn ông này. Estoladin cho hay, không còn nhiều thời gian nữa. Hiện tại Richard vẫn đang cố gồng, vì linh hồn anh ta vẫn chưa hoàn toàn bị hòa nhập. Nhưng anh ta sẽ sớm mất đi lý trí, và trở thành chú quỷ thèm khát sự tàn sát. cả con và con của con sẽ không nhận ra điều đó. Có một điều ông chưa nói rõ cho cô biết, rằng linh hồn Richard hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hòa lẫn với sức mạnh hỗn loạn. Bởi vì ta đã sàng lọc linh hồn khi cả hai vừa bước vào khu rừng này. Nghe vậy cô mới lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên cô thắc mắc, liệu ngài có thể tách linh hồn của Richard ra khỏi sức mạnh hỗn loạn đó không? Dù sao nó cũng chưa hoàn toàn hợp nhất với nhau. Ông cho rằng sẽ khó chia tách đối với linh hồn đang bắt đầu hợp nhất. Mắt cô rực sáng, tự tin khẳng định muốn thử. Chẳng lẽ chúng ta không thể thay đổi số phận này sao? Chúng ta sẽ không đi theo số phận này, mà tự đi tìm câu trả lời cho mình bởi chính chúng ta. Cuối cùng ông cũng mỉm cười đáp, nếu đó là con, vậy giờ con hãy đi đi. Nếu ở lại đây lâu hơn nữa, ta e rằng khu rừng này sẽ chìm trong biển lửa mất. Elisa, à không, Aien, ta chắc chắn con có thể thay đổi nó. Vì vậy đừng bỏ cuộc nhé. Chuyển cảnh, lúc này Elisa đã quay trở lại khu rừng. Đây đâu phải là chỗ cũ đâu nhỉ? Richard ở đâu rồi? Chợt tiếng gọi lớn vang lên, Elisa. Chúa ơi, em vẫn ổn, chắc hẳn anh đã rất sợ khi em đột nhiên biến mất nhỉ? Em không sao rồi, Richard. Đột nhiên em biến mất như vậy làm anh. Giờ em sẽ không biến mất nữa đâu. Không lẽ anh không muốn nhìn mặt em nữa à? Không phải, em đã tới gặp Estoladin. Hả, ông ấy thực sự tồn tại à? Đúng vậy. Và em đã biết được rất nhiều điều. Estoladin đã nuôi dưỡng em trong suốt 12 năm. Và ông ấy đã trao em cho ông của anh, để em có thể thanh tẩy cơ thể của anh. Và cô thầm nghĩ, tạm thời mình nên giữ kín về kiếp trước. Nếu Richard biết được những chuyện xảy ra trong tương lai, chắc anh ấy sẽ tự sát để bảo vệ mình, và Hans mất. Cô nói tiếp, linh hồn của anh hiện đang được hợp nhất. Và một trong hai linh hồn đó là linh hồn của... Richard ngắt lời hỏi, linh hồn của Jeanze đúng không? Xin lỗi em, trước đó anh đã gặp hầu tước Raymore, và ông ta đã nói chuyện đó với anh. Và... anh đã nói hết tất cả rồi đó, còn vài thứ anh không dám nói ra vì sợ em lo lắng. Cô thầm ngạc nhiên, Richard đã biết tất cả mọi thứ rồi sao? Richard này, trong lúc em được chăm sóc bởi Estoladin và cây thần, một phần sức mạnh của ông ấy đã truyền vào em, và giúp em có thể nhìn thấy tương lai. Richard tròn mắt hỏi, nhìn thấy tương lai sao? Vì đó không phải sức mạnh của em, nên em không thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng tương lai em thấy là một tương lai, nơi mà anh nhìn em với gương mặt chán ghét. Khi em báo có Hans, anh đã tìm mọi cách để giết chết Hans. Vì nhìn thấy được tương lai đó nên em đã lên kế hoạch chạy trốn. Không bao giờ anh có thể làm hại em hoặc Hans cả. Đúng vậy, vì bây giờ anh rất yêu em. Richard này, hiện tại giờ khác với tương lai lúc đó em đã thấy. Chúng ta hãy giữ mãi hiện tại này cho đến mai sau nhé. Tất nhiên rồi, anh yêu em nhiều lắm Elisa. Chuyển cảnh, lâu rồi con mới về mà sao cha lại lạnh lùng thế? Vậy sao, thái tử phi ra ngoài để tìm tình nhân của thái tử. Bây giờ con không hành động hấp tấp nữa đúng không? Cha à, con, thực ra con đã tìm thấy được con tình nhân của thái tử, con định ra ngoài để xử lý. Tuy nhiên Elisa đã ra tay ngăn cản con lại. Sau đó con lại thấy con riêng của thái tử, nhưng lần này con không giết mà định đem thằng bé về nuôi. Nhưng Elisa, cô ta lại ra tay, và đưa đứa trẻ đó về dinh thự Rubellin. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bệ hạ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ? Nếu sự thật việc con đã định giết đứa bé đó bị lộ ra thì... Chát, một bàn tay vả vào mặt Rose. Hầu tước Felice lạnh lùng hỏi. Có vẻ như con đã thất bại rồi nhỉ? Nếu bị lộ ra thì ông ta sẽ lấy cái cớ đó, để quy ta và con tội phản quốc, và sẽ ra lệnh xử tử mất. Hầu tước thầm nghĩ, vậy ra đó là lý do mà ông ta nói vậy sao? Chuyện này có liên quan đến mình, nhưng mình không thể chết trước khi hoàn thành tâm nguyện của Chúa. Không còn cách nào khác ngoài đẩy nhanh tiến độ thôi. Sức mạnh của linh hồn hỗn loạn sẽ trở nên mạnh hơn, thông qua linh hồn người sống. Tất nhiên với sức mạnh của cái chết được đem ra chiến trường, thì chỉ như vậy thôi là không đủ, nên... Mình nghĩ mình sẽ phải làm gì đó, để khiến hắn giết được càng nhiều người càng tốt. Chợt có người vào báo, thưa hầu tước, vị khách đó đã tới rồi ạ. Trong lòng ông ta thầm mừng, đúng thời điểm quá. Rồi nói với Rose, ta sẽ giải quyết chuyện này trong im lặng, nên con không cần làm gì đâu. Đưa người đó tới văn phòng của ta. Vâng ạ, Rose thầm nghĩ, mình liệu có thể được như này nữa không? Nhưng mà nhìn cha giống như... Cha đang bị ám ảnh bởi điều gì đó thì phải. Mình phải làm gì bây giờ đây? Không thể đứng im một chỗ được. Mình cần phải lắng nghe xem họ nói chuyện gì. Đây là căn phòng cạnh văn phòng, nên chắc mình có thể nghe được qua đường cửa sổ. Cô đứng ló đầu ra ngoài cửa sổ mà nghe ngóng. Ánh mắt cô dần chuyển sang vẻ hốt hoảng. Không thế nào. Cha đang lên kế hoạch gì thế này? Quay lại phía bên Richard. Một con quái vật hung tợn lao đến. Sao mày dám? Vừa nói Richard vừa vung kiếm chém xuyên qua con quái vật. Công tước, tất cả quái vật từ phía đông đã bị tiêu diệt rồi ạ. Phía này cũng vậy. Đây là lần tấn công thứ 3 rồi. Chắc chúng ta phải kiểm tra xem có hang ổ quái vật nào ở đây thôi. Richard thầm nghĩ, có vẻ như năng lượng đen đã lan ra rồi. Công tước Rubellin, ngài đã quay trở lại rồi sao? Richard hỏi, ta thấy rất lạ, tại sao lũ quái vật lại xuất hiện? Tôi cũng không biết, nhưng sau khi ngài rời rừng thiêng, thì lũ quái vật cũng xuất hiện. Chết tiệt, nó đã lan rộng đến vậy rồi sao? Từ giờ chúng ta cần phải cảnh giác hơn. Vâng, thưa công tước. Richard, có chuyện gì à? Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của năng lượng đen đã lớn hơn kể từ lúc chúng ta rời khỏi rừng thiêng. Không sao đâu Richard, em đang tìm con đường riêng để giúp anh. Lúc nãy em có nảy ra một giả thuyết. Nếu giả thuyết đó thành công, thì chúng ta có thể mãi mãi sống bên nhau rồi. Sau đó bọn họ trở về dinh thự. Công tước, phu nhân đã về. Tiểu công tước nhớ phu nhân rất nhiều đó ạ. Mẹ xin lỗi Hans nhiều nhé, từ giờ mẹ sẽ không bỏ con đi nữa đâu. Trong lúc ngài đi vắng, phía hoàng gia đã gửi người tới đây ạ. Người đó kêu là, sau 3 ngày mời ngài tới cung điện, để họp bàn về việc duy trì trật tự công cộng. Duy trì trật tự công cộng chỉ là cái cớ để hạ bệ mình. Rất nhiều kỵ sĩ đã được đưa tới để tiêu diệt quái vật. Họ chắc chắn sẽ lấy cớ này để buộc tối mình phản quốc. Mình cần phải chuẩn bị cho chuyện này. Được rồi, chúng ta di chuyển tới điện thờ thôi. Chú à, chú lại định bỏ rơi con và em nữa sao? Con không thích đâu. Không đâu, lần này chúng ta sẽ đi cùng nhau. Thật ạ? Chúng ta đi nhé, Elisa. Vâng. Tại thần điện, Ryan chạy vào gọi, giáo hoàng ơi, con tới rồi à Ryan, mọi người đâu rồi? Mọi người vào giờ đó ạ, đã lâu không gặp cha. Chào con Elisa. Đã lâu không gặp cha. Ồ, công tước cũng ở đây sao? Thưa cha, con có vài điều cần nói về chuyện thanh tẩy, không biết cha có thể dành thời gian được không? Và rồi ăn chơi cùng hai đứa trẻ bên ngoài, đây là cách chăm sóc hoa. Ôi trời, cậu chủ giỏi quá đi. Giáo hoàng bên trong nhìn ra thì hỏi, có vẻ như các con đã có khoảng thời gian vui vẻ khi ở rừng thánh nhỉ? Con có thu hoạch được gì không? Dạ, thu hoạch nhiều hơn con nghĩ ạ. Đầu tiên, con đã gặp Estoladin ở rừng thánh. Vậy người đó có tồn tại sao? Người đó có nói gì về sức mạnh của Richard không? Không ạ, người đó chỉ nói là sức mạnh của Richard cần được thanh tẩy. Hiện tại thì sức mạnh của Richard đã mạnh hơn rồi. Bằng chứng là vùng lan tỏa đã rộng hơn so với trước. Tuy nhiên, con đã nghĩ ra được một phương pháp mới đáng để thử nghiệm. Phương pháp mới sao? Ladin đã nói với con là linh hồn của Richard vẫn chưa được hợp nhất hoàn toàn. Vậy nên chúng ta có thể tách linh hồn đó ra thay vì thanh tẩy nó. Đó là giả thuyết của con. Có nhiều hơn một linh hồn trong cơ thể Richard sao? Việc đó quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nó có tỷ lệ thành công cao hơn việc thanh tẩy. Tuy nhiên, nếu việc đó thất bại thì mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát. Con cũng nghĩ vậy, nên con đã liên tục kiểm tra nó trong suốt đường về. Và may mắn là có một khoảng trống, để chúng ta có thể thực hiện việc đó. Tuy nhiên khoảng trống đó bắt đầu nhỏ dần rồi. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo thời gian thực. Đúng vậy, đó là lý do hôm nay con cần cha trợ giúp. Hãy cùng con tách linh hồn đó ra khỏi người Richard. Để ta chuẩn bị một nơi an toàn, phòng trường hợp xảy ra bất trắc. Ta biết một nơi cực kỳ tốt, để con có thể thực hiện giả thuyết đó. Chính là chỗ này, đây là bãi đất trống. Nơi đây hầu như không có ai đi lại. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cảm ơn cha nhiều lắm. Cha có thể niệm câu thần chú phòng thủ ở xung quanh không? Để phòng xảy ra chuyện bất trắc. Richard này, nếu anh cảm thấy bất thường thì phải báo em biết nhé. Được rồi, anh hiểu rồi. Elisa bắt đầu đặt tay lên lưng Richard. Luồng ánh sáng xanh hiện lên. Đây là linh hồn hỗn loạn và linh hồn của Richard sao? Nó dính chặt vào nhau khiến mọi thứ trở nên rối rắm. Mình cần truyền thánh lực vào những khoảng trống để có thể tách chúng ra. Linh hồn hỗn loạn bắt đầu được tách ra rồi. Mình cần truyền thêm thần lực. Bất ngờ linh hồn hỗn loạn thoát ra tấn công vào Elisa. Elisa, cẩn thận. Elisa hét lên đầy đau đớn. À. Giáo hoàng cũng lo lắng mà gọi Elisa. Sức mạnh của linh hồn này lớn hơn mình nghĩ, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì... Một tiếng nổ vang lên, giáo hoàng bị đẩy lùi ra phía sau. Không thể tin được là vụ nổ lúc này có thể phá vỡ khiên phòng thủ. Elisa, em có sao không? Richard, anh sao rồi, anh có cảm nhận được gì không? Chắc mọi chuyện ổn rồi, vì em đã tách được linh hồn đó rồi mà. Em hãy nằm yên đây nhé, anh sẽ đưa tới chỗ cha để nhờ cha kiểm tra. Cô đưa tay lên bảo, chờ em một chút. Rồi đặt tay vào ngực Richard để kiểm tra. Cô thầm vui trong lòng, cuối cùng thì, mình đã thành công rồi. Sức mạnh hắc ám đã biến mất rồi. Nước mắt cô lăn dài trên má. Richard, chúng ta đã thay đổi được số mệnh rồi. Giờ thì chúng ta có thể ở bên nhau đến cuối đời rồi. Cảm ơn em, Elisa. Có vẻ như mọi chuyện đã thành công rồi, cảm ơn người, thưa Chúa. Elisa, con có ổn không? Cha, con không sao đâu ạ. Chỉ là, họ nói gì đó đã bị một bóng người nấp phía xa nghe thấy. Sau đó, Elisa này. Em có thực sự ổn không vậy? Anh cảm thấy mặt em hơi nhợt nhạt. Em không sao đâu mà, anh đừng có quá lo. Kính thưa công tước Rubellin. Thái tử cho gọi ngài. Thái tử cho gọi ta ư? Vâng ạ, Elisa, anh nghĩ em nên quay lại nghỉ ngơi đi. Chúng ta không đi cùng nhau sao? Thái tử chỉ gọi riêng anh thôi mà. Ngoài ra sáng nay anh thấy em ho nữa, anh sợ. Em thực sự không sao đâu mà, anh cứ đi đi. Vậy anh đi nhé, nếu em không khỏe phải quay về nghỉ ngơi đó. Sau khi Richard rời đi, cô thầm nghĩ, lịch trình trống rỗng rồi, hay là mình nghe lời Richard nhỉ? Thưa nữ công tước Rubellin. Không, thưa hầu tước Seraius. Hoàng đế bệ hạ cho gọi người ạ. Hoàng đế đứng trước một hồ nước. Elisa đi đến cúi người, kính chào bệ hạ. Cô tới rồi à? Hãy cùng đi dạo với ta. Cô có biết hồ này được tạo ra như thế nào không? Có phải một trong những tổ tiên của bệ hạ đã làm ra không ạ? Không, hồ này được tạo ra từ tổ tiên của cô đó. Người đó đã hy sinh bản thân để bảo vệ hoàng đế lúc đó. Ta nghe nói hiện nay xuất hiện rất nhiều quái vật. Vì chuyện đó mà người dân đang rất sợ hãi. Cô nghĩ thế nào nếu cô hy sinh? Vì người chồng, đứa con của cô, cũng như những người dân đang sống trong sợ hãi. Hả, ông ta định nói gì vậy? Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, làm ta nhớ đến thời mới lập quốc. Đó chẳng phải là thời gian mà các anh hùng xuất hiện sao? Người ta nói rằng anh hùng chỉ có được vinh quang sau khi chết. Nhưng thần chỉ là một người công dân bình thường, và không quan tâm đến những thứ đó. Thật là nhàm chán. Ta đi trước đây. Kính chào bệ hạ. Mình đã tự hỏi sao ông ta lại cho gọi mình. Hóa ra ông ta đang tính lấy mình ra làm lá chắn cho ông ta. Nhưng mình đã loại bỏ được linh hồn hắc ám ra khỏi người Richard, nên các con quái vật sẽ dần dần biến mất. Nhưng tại sao ông ta lại lấy mình ra làm lá chắn? Chợt Richard gấp gáp chạy đến gọi Elisa. Richard, có chuyện gì mà anh vội vàng vậy? Anh nghĩ em đã về dinh thự, nhưng anh lại nghe được là em đã đi gặp hoàng đế. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em không sao hết. Có thật là em không sao chứ? Thật mà, em sẽ kể chi tiết khi chúng ta ở trên xe. Lại có một bóng người bí ẩn đang theo dõi hai người họ mà không hay biết. Tôi đến tại hoàng cung. Thưa bệ hạ, hầu tước Felice muốn gặp ngài ạ. Cho ông ta vào. Hắn ta tới tìm mình giờ này để làm gì nhỉ? Có chuyện gì vậy? Hầu tước Felice nhếch môi cười. Trước khi thần rời đi, thần muốn gửi lời chào cuối cùng đến bệ hạ. Sáng sớm tại cung điện hoàng gia, như thường lệ, cận thần của hoàng đế sẽ đến đánh thức ngài ấy dậy. Tuy nhiên ông đứng bên ngoài gọi không thấy ai trả lời. Lòng ông dấy lên một dự cảm không lành. Bởi bình thường bệ hạ rất nhạy cảm, bệ hạ sẽ thức dậy ngay khi có tiếng động. Mấy ngày trước bệ hạ còn liên tục bảo mệt, có khi nào là do tác dụng phụ không nhỉ? Ông dự định sẽ yêu cầu bác sĩ lấy thuốc cho bệ hạ. Thế nhưng khi vừa gặp bệ hạ, ông liền há hốc mồm ngạc nhiên. Vừa gọi vừa lay, nhưng bệ hạ không hề phản ứng. Phía bên này Richard vẫn đang chăm chỉ tiêu diệt lũ quái vật. Anh không hiểu tại sao chuyện này vẫn còn tiếp tục xảy ra. Mặc dù sức mạnh đen đã biến mất khỏi người của anh, nhưng quái vật không biến mất khỏi thủ đô. Sau khi lũ quái vật tạm thời bị tiêu diệt, Richard lập tức ra lệnh quay về. Anh muốn bàn bạc lại chuyện này với Elisa. Đột nhiên anh phát hiện có tiếng ngựa, thì ra là thái tử dẫn theo đoàn kỵ sĩ tới. Richard tò mò hỏi, tại sao thái tử lại xuất hiện ở đây? Thái tử lập tức hỏi, ngươi đã làm điều đó phải không? Richard lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thái tử mất bình tĩnh hét lên, cha ta chết rồi, tiếp theo ngươi định giết ta luôn hả? Richard sửng sốt khi nghe thấy tin dữ này, thầm nghĩ tại sao hoàng đế lại chết? Chắc lại là chuyện do đám người hầu tước gây ra. Trước tiên Richard hất tay thái tử ra khỏi người mình, nghiêm túc hỏi. Người nghĩ thật sự là tôi sao? Thái tử bỏ ngoài tai, lập tức chỉ điểm anh là hung thủ. Ra lệnh cho kỵ sĩ mau áp giải kẻ phản nghịch này. Kỵ sĩ trưởng hùng hồn tuyên bố, tôi sẽ bắt giữ Richard nhà Rubellin, kẻ phản bội đầu độc hoàng đế. Richard bình tĩnh hỏi, các người có chứng cứ không? Tôi rất đau buồn đối với chuyện hoàng đế băng hà, nhưng các người không phải đang không có bằng chứng sao? Nếu thái tử ra lệnh chỉ vì cảm xúc cá nhân, thì tôi không thể chấp nhận được. Lúc này hầu tước mới lên tiếng giải thích. Sự ra đời của công tước lập trường mang tính chính trị, tất cả những điều đó đủ để đưa ra quyết định này. Richard lập tức phản đối, anh cho hay, mình không có ý định dành thời gian cho chuyện này. Hầu tước vẫn tiếp tục suy diễn trên lập trường của mình. Cách đây không lâu công tước đã cho triệu tập các hiệp sĩ đến Rubellin, vậy lý do là gì? Richard thẳng thắn trả lời, để cứu người dân khỏi cuộc tấn công của quái vật. Mấy ngày trước tôi còn nói với thái tử, nếu hoàng cung mà tăng cường an ninh hơn, thì tôi sẽ trả họ về. Rồi hầu tước lúc này nhếch mép cười, không biết có phải chỉ vì lý do đó không? Nhưng có một chuyện khác, đứa trẻ vào nhà của công tước cách đây không lâu. Tôi nghe nói đứa trẻ đó là con cháu của hoàng thất. Không phải ngài công tước định đầu độc bệ hạ và thái tử điện hạ, rồi đưa đứa trẻ đó lên ngai vàng sao? Sau đó có thể tự do lộng quyền rồi, có phải như vậy không nhỉ? Richard bình tĩnh đáp, đứa trẻ đó là con cháu của nhà Sirius. Hầu tước cũng đoán được Richard sẽ trả lời như vậy, nên hắn ta đã đi trước một bước, xoay người tới chỗ của đứa trẻ để kiểm tra thực hư. Chuyển cảnh tới Elisa. Tiếng ồn ào lúc nãy đã làm Elisa chú ý. Các kỵ sĩ của hoàng gia đã tự ý xông vào dinh thự. Elisa lập tức đưa Hens cho hầu nữ An trông giúp, sau đó chạy ra ngoài xem họ định làm gì. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên, các kỵ sĩ hoàng gia đang đập phá khắp nơi trong dinh thự. Cô nghiêm túc nói, các người đang làm chuyện gì thế hả? Dù có là kỵ sĩ của hoàng cung đi nữa, thì cũng không được tự ý xông vào dinh thự công tước. Một trong số đó la lên, phản nghịch Rubellin, chúng tôi nhận được lệnh áp giải cô về hoàng cung, vì tội dám che giấu và bắt cóc hoàng tôn. Đúng lúc này Ryan chạy tới vì bị tiếng ồn gây chú ý. Hắn ta lập tức chỉ tay về phía lê ông Ryan, khẳng định đứa trẻ đó chính là hoàng tôn, mau bắt lại. Elisa vội kéo Ryan ra phía sau, ngăn cản sự tấn công của đám kỵ sĩ. Cô khẳng định đứa trẻ này là con cháu duy nhất của gia tộc Seraius. Cái gì mà che giấu chứ? Đừng có ăn nói xà lơ. Đám kỵ sĩ hung hăng lập tức tách Elisa và Ryan ra. Họ cho rằng chỉ cần kiểm tra là biết được sự thật. Sau đó họ nhanh tay giật tóc của Ryan, rồi bắt đầu kiểm tra. Không lâu sau đã có kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Hầu tước thắc mắc, sao không mang thằng bé theo cùng? Kỵ sĩ bối rối đáp, xin thứ lỗi, thằng bé không phải con ruột của thái tử. Thái tử hoang mang hỏi hầu tước chuyện này là sao đây, cha đã khẳng định nó là con của con mà. Kết quả này làm hầu tước khá bất ngờ, chính ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ ngoài thằng bé đó ra còn có người khác. Ông liền xác nhận lại với kỵ sĩ một lần nữa, nhưng câu trả lời vẫn như ban đầu. Lúc này ông thầm nghĩ, có lẽ họ đã sử dụng thủ thuật gì ở đây. Richard từ tốn bước tới, tự tin nói, nếu như tôi có ý định phản quốc, tôi sẽ không gọi kỵ sĩ tới, vì chỉ mình tôi là đủ rồi. Sau đó anh nhìn thái tử rồi đề nghị, nếu như thái tử cần tăng cường thêm an ninh, thì tôi sẽ lệnh cho các kỵ sĩ ở vùng biên cương quay về. Bên cạnh đó Richard cũng thẳng thắn phê phán, hành động của bệ hạ thật đáng trách. Trong trường hợp này nhà Rubellin sẽ hợp tác để điều tra ai là hung thủ. Buổi tối tại dinh thự, hai đứa trẻ đã say giấc. Vừa gặp Richard, Elisa liền kể, hôm nay kỵ sĩ hoàng gia đã đột nhập vào dinh thự. Anh cũng biết điều đó, thái tử và hầu tước cũng tới tìm anh. Elisa nghi ngờ thủ phạm là hầu tước, vì ông ta là người có nhiều động cơ để làm nhất. Cũng may cô đã nhanh trí làm tóc giả cho Ryan. Ngoài ra còn sử dụng thánh lực tạo ra lớp bảo vệ cho Ryan, để tránh bị phát hiện danh tính. Richard thở dài nói, trước sau gì danh tính của Ryan cũng phải tiết lộ. Có lẽ ông ta muốn nổi dậy nên mới làm vậy. Hoàng gia sẽ nghĩ Richard là người giết bệ hạ, vì mối quan hệ bất hòa giữa anh và ông ta. Đương nhiên anh đã phủ nhận chuyện đó, nhưng nếu mâu thuẫn không được giải quyết, thì sẽ có cuộc chiến giữa nhà Rubellin và hoàng gia. Elisa thật sự không hiểu, nếu nội chiến xảy ra thì cả hai đều chịu thiệt hại. Vậy nó có ích lợi gì chứ? Richard bây giờ đã nhận ra điều mà hầu tước mong muốn. Mặc dù em đã loại bỏ linh hồn hắc ám ra khỏi người anh, nhưng lũ quái vật vẫn không giảm bớt. Tuy nhiên, thay vì anh cảm giác chúng sẽ tấn công anh như những lần trước, thì bây giờ anh thấy chúng đang nhắm tới hoàng gia. Người đầu tiên bước ra khỏi hẻm núi với năng lượng hắc ám là hầu tước Raymore. Nếu vậy có thể ông ta là người đã lôi kéo lũ quái vật. Richard đoán rằng, sức mạnh hắc ám đang muốn anh giết càng nhiều càng tốt. Vì bản chất của sức mạnh đó là sự hỗn loạn và chết chóc. Anh nói cũng có lý, vậy để đề phòng thì anh đeo lại mặt dây chuyền nhé. Sắp diễn ra phiên tòa xác định thủ phạm sát hại bệ hạ rồi. Chúng ta cần thu thập bằng chứng buộc tội ông ta rồi đem nó ra trước tòa. Elisa nói, họ chắc chắn sẽ khai man chuyện này. Chợt cô nhớ đến điều gì đó. Richard này, em nghĩ anh cần phải đi gặp hầu tước Raymore lần nữa. Thứ gì mạnh hơn việc khai man? Cả hai đồng thanh, đó chính là lời thú tội của chính tên tội phạm. Chắc giờ ông ta đang tức giận lắm đó. Anh cũng nghĩ như thế. Thưa công tước, phu nhân, có chuyện gì vậy? Ngài quản gia của cung điện hoàng gia đã tới đây, và đưa sắc lệnh của thái tử ạ. Họ kêu anh hãy đến tham dự phiên tòa, do hoàng gia tổ chức sau một tuần nữa. Vụ việc này mới xảy ra thôi mà, sao lại phải gấp gáp đến vậy? Anh nghĩ hầu tước Raymore làm vậy để ngăn chúng ta kiếm bằng chứng. Và cũng có một người đàn ông đã đến, và yêu cầu đưa bức thư này cho phu nhân ạ. Elisa ngạc nhiên hỏi, cho ta sao? Sau khi đọc xong cô nói, em cũng có người muốn gặp. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mọi người chạy đua với thời gian để nhanh chóng tìm ra bằng chứng. Ngày diễn ra phiên tòa đã tới. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi cũng không biết nữa. Có vẻ như thái tử đã mất ngủ mấy ngày nay, trông ngài ấy thiếu sức sống quá. Cũng phải thôi, bệ hạ qua đời và hoàng hậu cũng ngã quỵ sau khi nghe tin đó. Nhưng mà, có phải là công tước Rubellin sẽ không tham gia không? Không lẽ hắn ta chạy trốn? Hoàng tử thầm nghĩ, ngươi đang có kế hoạch gì vậy Richard? Dù ngươi có làm gì đi nữa, thì phiên tòa này cũng sẽ phơi bày tội lỗi của ngươi. Mọi người im lặng. Ngày 13 tháng 4 năm 2495, theo lịch hoàng gia, công tước Rubellin đã bị buộc tội ám sát bệ hạ. Phiên tòa xét xử Richard Rubellin. Chợt một giọng nói vang lên ngắt lời hoàng tử. Khoan đã, công tước Rubellin và phu nhân đã tới. Công tước Rubellin tham dự sao? Tất nhiên rồi, giờ bỏ chạy khác gì tự nhận mình có tội. Richard Rubellin, hãy đứng lên vành móng ngựa. Richard từ từ đi đến vị trí mà hoàng tử yêu cầu. Ta tuyên bố bắt đầu phiên tòa. Đây chính là bằng chứng cáo buộc Richard Rubellin đã ám sát hoàng đế. Xin mời bên nguyên đơn đưa ra nhân chứng. Hầu tước đáp, tất nhiên rồi ạ. Thần xin mời nhân chứng đầu tiên của vụ án, hiệp sĩ Lian. Vài tuần trước, ngài đã báo rằng hoạt động của bị đơn có dấu hiệu đáng ngờ. Ngài có thể giải thích rõ hơn không? Vài tuần trước khi bệ hạ bị ám sát, công tước Rubellin đã triệu tập lượng lớn kỵ sĩ tới vùng ngoại ô. Vì đóng quân ở đó rất nguy hiểm nên tôi đã kêu họ về, nhưng họ không nghe. Gọi lính của công tước sao? Ngài ấy đã đóng quân từ lâu rồi mà. Làm sao ngài ấy có thể ám sát được? Thần xin mời nhân chứng tiếp theo, bác sĩ riêng của bệ hạ. Sau khi thần khám nghiệm tử thi của hoàng đế, thần nhận thấy hoàng đế đã bị đầu độc trong một khoảng thời gian rất dài. Chất độc được sử dụng là chất độc không màu và mùi, chúng thường được dùng ở lục địa phía đông. Qua điều tra, thần phát hiện ra chất độc nằm trong cây nến thơm, trong phòng ngủ của bệ hạ. Vì đây là một chất độc hiếm, nên thần đã truy ra được nguồn gốc của nó. Điều bất ngờ là chất độc đó đã được công tước Rubellin mua, Cách đây một tháng trước, cùng với lượng hàng hóa ở phía đông. Richard Rubellin, ngươi có điều gì để chối lại những bằng chứng này không? Richard nhếch mép cười, tất cả những bằng chứng này chưa đủ để kết luận thần ám sát hoàng đế. Vì những thứ này chỉ cần một vài câu nói là có thể được làm giả. Vậy là ngươi cáo buộc những bằng chứng của hầu tước Raymore là vô căn cứ. Ngươi có bằng chứng nào không? Richard đáp, mới gần đây, bệ hạ đã chấp thuận việc vợ của thần, Elisa trở thành gia chủ tiếp theo của nhà Seraius. Có một câu chuyện ẩn đằng sau quyết định đó. Và giờ thần sẽ là người đưa sự thật đó ra ánh sáng. Hoàng tử ngạc nhiên, sự thật sao? Richard nói, vụ đầu độc tiên hoàng đế 20 năm trước là do cựu hoàng đế đã xúi giục người khác. Đây là sự thật mà thần đã điều tra ra. Richard Rubellin, sao ngươi dám xúc phạm người đã khuất? Đây không phải là xúc phạm người đã khuất mà đó là sự thật. Thần xin mời nhân chứng đầu tiên của thần. Gương mặt này, đây chính xác là người hầu gái, đã làm việc trong cung của tiên hoàng đế. Nhân chứng này muốn khiếu nại về sự bất công mà bạn của cô ấy đã phải gánh chịu trong suốt 20 năm qua. Ngoài ra thần cũng đã tìm thấy một bản viết tay của cố hoàng đế lúc bấy giờ là công sự thân cận của tiên hoàng. Nhưng nhân chứng này đã bị cắt lưỡi để bịt miệng. Hoặc cũng có thể, đây là quân bài ẩn của cố hoàng đế để sử dụng khi tiên hoàng không làm theo ý. Hoàng tử thầm kinh ngạc, không thể nào, vậy. Đó là lý do, tại sao cha kêu mình phải tránh xa cha vợ sao? Nhân danh Richard Rubellin, ngươi có đồng ý những điều ta vừa nói là sự thật không? Khi bệ hạ phát hiện ra chuyện này, ngài ấy đã mất niềm tin vào hầu tước Raymore. Kết quả của việc đó là bệ hạ đã giữ hầu tước Astrid ở bên cạnh, có đúng không, hầu tước Astrid? Đúng, đúng rồi, khi vị thế của hầu tước Raymore bị lung lay, thì ông ta đã lên kế hoạch này một cách tỉ mỉ. Ngươi có bằng chứng không, hay ngươi chỉ nói mồm thôi? Bằng chứng xác thực nhất chính là lời thú tội của thủ phạm. Và trong tay thần là bằng chứng đó. Cái đó là, đây là ma cụ, được các pháp sư trong tháp sự thật sáng tạo ra. Công dụng của nó là phát lại những điều mà nó đã ghi âm. Và mọi người sẽ được nghe lại bản ghi âm ngay sau khi thần mở cái hộp này ra. Vài ngày trước thần đã đi tới chỗ của hầu tước Raymore để hỏi xem có phải ông ta ám sát bệ hạ không. Lúc này ma cụ phát ra cuộc ghi âm. Ông là người đã ám sát hoàng đế ư? Đúng vậy. Tại sao ông lại giết bệ hạ? Không phải ông đã đi theo bệ hạ từ lâu rồi sao? Bởi vì tên khốn đó không còn giá trị nữa. Nhưng tại sao ông lại làm vậy? Vẫn còn các cách khác mà. Nếu anh không thể loại bỏ quân cờ đó khi có thể, thì anh đã nắm chắc phần thua rồi. Đây chính là chiến thuật mà những người mới chơi cờ hay đi theo. Hoàng tử nghe vậy thì nghiến răng ken két mà tức giận. Hầu tước thầm nhận ra, thì ra đây chính là lý do mà hắn ta đột nhiên tới tìm mình. Mình đã quá chủ quan rồi. Mọi người thay nhau bàn tán. Nếu vậy thì hầu tước Felice chính là... Thật không thể tin được. Thưa bệ hạ, người không thể tin những thứ lạ như vậy được, đây là vu khống cho thần. Không có bằng chứng nào cho thấy, đó là giọng của thần cả. Có vẻ như hầu tước Raymore không chịu thừa nhận nhỉ, vậy thần xin mời nhân chứng thứ hai của thần. Nhân chứng mà Richard nói đến, làm hầu tước và hoàng tử hết sức kinh ngạc. Rose, sao em lại? Vài ngày trước, vì có vài chuyện nên tôi đã về nhà một thời gian. Tình cờ lúc đó, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của cha tôi với một khách hàng. Đó là một câu chuyện về một chất độc dạng khí. Nó đến từ lục địa phía đông. Nếu ngài sử dụng với liều lượng này trong một thời gian dài thì... Hoàng tử nghe xong thì hỏi, tại sao em lại không làm gì sau khi nghe được câu chuyện đó? Thần không biết cha dùng chất độc đó để làm gì. Lúc đầu, thần sợ cha sẽ sử dụng lên thần, vì thần không thể sinh con cho thái tử. Trong mắt cha của thần thì thần là một kẻ thất bại. Thần tự hỏi, liệu cha thần có đẩy một người khác lên làm thái tử phi không? Nếu biết chuyện thành thế này, thì thần đã ngăn cản cha lại rồi. Richard nói, dựa trên những bằng chứng và lời khai này, tôi khẳng định hầu tước Raymore chính là thủ phạm. Hoàng tử siết những ngón tay lại, Raymore Felice, ngươi có thừa nhận tội trạng này của mình không? Hầu tước chỉ nhìn hoàng tử chăm chăm mà không đáp. Hoàng tử cũng nhíu mày kinh ngạc, rồi lập tức ra lệnh. Thủ phạm của vụ án này, Raymore Felice sẽ nhận án tử hình. Mau ấp giải hắn ta vào nhà lao. Richard thầm quan sát. Rõ ràng, đây là một tình huống bất lợi, nhưng mà... Sao ông ta lại mỉm cười? Sau khi kỵ sĩ áp giải hầu tước ra bên ngoài, hoàng tử đi đến hỏi, tại sao ông lại làm vậy? Ngay cả khi mối quan hệ của tôi và cha tôi có xấu đi, thì tôi vẫn có thể giải quyết được. Tại sao ông lại đưa ra quyết định đó chứ? Ha ha ha, tại sao ông lại cười? À không, chỉ là... Tôi cảm thấy bệ hạ có quá nhiều quyết định khó hiểu thôi. Cái gì? Mọi thứ là vậy đó. Bất ngờ từ cơ thể hầu tước phát ra những luồng khí âm u đen tối. Giờ đã đến lúc thay đổi thế cục ván cờ rồi. Hoàng tử vô cùng kinh ngạc, cái này là cái gì? Phía bên này mọi người ra về, thì bàn tán, không thể tin rằng chính hầu tước là chủ mưu. Sao lại có thể như thế nhỉ? Richard thì vẫn thắc mắc, lạ quá. Đó không phải là biểu hiện của kẻ đã thua trận. Richard, phiên tòa đã kết thúc rồi, anh còn suy nghĩ gì vậy? À, không có gì đâu. Chợt tiếng nổ phát lên từ phía sau, cùng tiếng la hét. Elisa, cẩn thận. Richard quay lại thì sửng sốt. Cung điện hoàng gia đang sụp đổ. Mình chưa bao giờ nghĩ là hắn ta lại làm ra chuyện này. Hắn ta thực sự điên rồi. Elisa này, em hãy quay trở về dinh thự đi, Anh phải vào cung điện hoàng gia. Không, em sẽ đi cùng anh. Anh xin lỗi, nhưng rất có thể sức mạnh của anh sẽ bị mất kiểm soát khi ở đây. Nếu em ở lại đây thì có thể, em sẽ bị cuốn vào sức mạnh mất kiểm soát của anh. Em hãy yên tâm nhé, anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Sau khi xong anh sẽ trở về với em và Hens. Elisa vẫn do dự không chịu. Richard nói Thompson, hãy bảo vệ Elisa và cử kỵ sĩ của Rubellin tới đây. Vâng, thưa công tước. Richard nhún chân bay lên cao, hướng về phía cung điện, anh sẽ về sớm thôi. Phu nhân, xin hãy đi theo tôi. Tôi sẽ đưa phu nhân về dinh thự một cách an toàn. Được rồi. Đi, Đợi đã, cái này là... Sức mạnh hắc ám mà, tại sao thứ này lại xuất hiện ở Hoàng Cung? Không lẽ mọi chuyện đều do hầu tước Raymore gây ra? Richard hoàn toàn không thể chống đỡ sức mạnh đó. Nói đúng hơn là anh ấy sẽ bị nuốt chửng lần nữa. Người duy nhất có thể thanh tẩy sức mạnh đó chỉ có mình. Thompson, chúng ta hãy quay lại. Nhưng công tước đã. Hiện tại giờ ta chưa thể giải thích được, nhưng... Ta là người duy nhất có thể chặn được sức mạnh đó. Hơn nữa, nếu mọi chuyện cứ như thế này, thì Richard sẽ gặp nguy hiểm mất. Thompson nắm chặt thanh kiếm, phu nhân chưa bao giờ đưa ra kết luận sai lầm. Vậy nên chúng ta hãy làm theo hướng dẫn của phu nhân. Tất cả, hãy dàn đội hình bảo vệ phu nhân. Nhóm kỵ sĩ đồng thanh dõng dạc đáp, rõ. Chúng ta sẽ đột nhập Hoàng Cung từ hướng này. Chuyển cảnh tới Richard, anh cẩn thận quan sát tình hình. Hoàng Cung hiện đang bị lũ quái vật xâm chiếm. Anh biết mình có thể xử lý chúng hết một lần, nhưng... Làm vậy sẽ gây thương vong cực kỳ nhiều. Vì vậy anh quyết định tìm và xử lý kẻ chủ mưu. Đột nhiên anh cảm nhận được sự quen thuộc đến kỳ lạ. Càng di chuyển về hướng này, anh càng cảm thấy được sức mạnh của sự hỗn loạn. Khi anh vừa đáp xuống thì bất ngờ một giọng nói vang lên, "Ngươi đây rồi." Richard bình tĩnh đáp lại, "Cuối cùng ngươi cũng thoát ra được. Ngươi cảm thấy thế nào khi trở thành sản phẩm đã hoàn thành mà ngươi luôn ao ước?" Năng lượng hắc ám khinh bỉ cho rằng mọi thứ trên thế giới này thật yếu đuối và lố bịch. Tuy nhiên, hắn cho biết mọi thứ vẫn chưa hoàn thành. Sau đó đưa tay về phía Richard và tha thiết nói, "Vật chủ của ta, hãy cống hiến linh hồn của ngươi cho ta." Dứt lời hắn lập tức tấn công. Richard nhận ra sức mạnh hắc ám rất mạnh khi ở trên mặt đất. Anh định chuyển qua tấn công từ trên cao, nhưng chưa kịp hành động thì cơ thể anh đột nhiên thay đổi. Hắn ta hào hứng hỏi, "Ngươi có cảm nhận được gì chưa? Hai tâm hồn bị chia cắt và cộng hưởng với nhau. Có vẻ sức mạnh của ta đang chiếm lấy ngươi, nên hãy giết ta đi, nếu ngươi muốn loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Giết ta đi, để ngươi trở thành vua của vương quốc." Richard thẳng thừng từ chối, "Còn lâu ta mới để điều đó xảy ra." Hắn ta cười khiêu khích, "Ngươi là sản phẩm của ta, vậy mà ngươi không muốn nó xảy ra à? Nếu ngươi không muốn, ta sẽ phải giết ngươi thôi." Richard thấy tình hình không ổn. Nếu cứ tiếp tục thế này mình sẽ thua mất. Hắn tung đòn quyết liệt khiến Richard không tài nào tránh được. Trong giây phút nguy hiểm, Elisa xuất hiện, sức mạnh thanh tẩy giúp Richard tạm thời tránh được kiếp nạn. Richard thắc mắc, "Tại sao em lại xuất hiện ở đây?" "Em xin lỗi, Richard, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác khi chứng kiến năng lượng hắc ám chiếm lấy Hoàng Cung." Hắn ta cười hả hê cho biết, "Đã quá muộn, linh hồn của ta sắp hòa là một với chồng của ngươi rồi." Elisa quyết tâm sẽ thanh tẩy được năng lượng hắc ám bằng bất cứ giá nào. "Ngươi nghĩ ngươi có thể thanh tẩy ta sao?" "Tất nhiên rồi." Richard lo lắng bảo Elisa, "Hãy rời khỏi chỗ này đi." Chợt Richard kêu lên một tiếng, "Hự." Elisa quay sang lo lắng gọi, "Richard, thời gian của chồng ngươi đã hết rồi. Đi chết đi." Hắn lao đến Elisa như vũ bão, chớp mắt đã tiến lại gần, khiến cô vô cùng kinh ngạc. Ngay khi hắn sắp xuống tay với cô, Richard hét lên, "Elisa, không!" Đột nhiên ánh mắt anh dần dần thu lại những luồng hắc ám. Năng lượng hắc ám cũng vì vậy mà dần rời xa Elisa. Hắn cười phấn khích, "Sản phẩm của ta, ta tới đây." Sau đó hắn ta đột nhiên biến mất trong không khí. Nó đã biến mất rồi sao? Mọi thứ đã ổn chưa? Cô quay sang gọi Richard, "Anh có sao không?" Thì cô đứng chôn chân tại chỗ. "Không, không thể nào." "Không, Richard, tại sao, Richard? Anh có nghe em nói gì không, Richard? Cả hai chúng ta đều đã cố gắng rất nhiều để có thể tách nó ra khỏi cơ thể của anh mà. Hãy cùng về nhà nào, Richard, kết thúc rồi." Một luồng hắc ám tấn công vào người cô, khiến cô ngã lăn ra đất mà đau đớn. "Hiện tại thì linh hồn của ta chưa hợp thể hoàn toàn, nhưng hắn ta sẽ sớm mất đi lý trí của bản thân thôi." Richard đưa tay siết lấy cổ Elisa. "Cả ngươi và con ngươi sẽ không thể nhận ra đâu." Elisa run rẩy thầm nghĩ, "Không lẽ Richard sẽ giết mình như trong cuốn sách đó sao?" Cô gắng gượng mà phát lên tiếng nói, "Richard, làm ơn, hãy tỉnh táo lại đi." Nước mắt cô cũng không ngừng tuôn ra. "Richard, chúng ta đã hứa là sống với nhau đến cuối đời rồi mà. Làm ơn đi, Richard." Chợt mặt dây chuyền trên người Richard phát lên ánh sáng. Lập tức năng lượng thanh tẩy quấn lấy khắp người Richard. "Cái này là..." Anh bừng tỉnh và nhận ra người trước mắt. Richard liền buông Elisa ra, cô ngồi phịch xuống đất mà ho lên, "Khụ khụ. Không, không thể nào, mình vừa làm tổn thương Elisa sao?" Như nhận ra cơ thể mình đã bị năng lượng hắc ám chiếm lấy. "Đã vậy thì..." Richard liền tạo ra một thanh kiếm. "Richard, anh đã tỉnh táo lại rồi sao?" Nhưng giây sau đó Elisa khựng lại, vẻ mặt hốt hoảng. "Anh xin lỗi, Elisa, anh sẽ tự giải quyết nó, em hãy tha lỗi cho anh, Elisa hét lên. Không, Richard. Vừa dứt tiếng hét thì thanh kiếm cũng xuyên qua người Richard. Richard, làm ơn. Cứ thế anh ngã gục xuống trước mặt cô. Không phải chứ, là nói dối phải không? Richard à, dậy đi nào. Nhé, phải trở về nhà chứ, mau mở mắt ra, xin anh, làm ơn hãy tỉnh dậy, làm ơn đừng để em lại một mình. Ai đó giúp tôi với, làm ơn. Tôi sẽ nguyện dâng hiến tất cả. Giúp tôi với, ai giúp tôi với. Chợt hồ nước gần đó vang lên tiếng động. Hồ, đang đồng hưởng với mình sao? Không, tổ tiên của người, là thứ mà Aien Sirius đã tạo ra nhỉ? Phải, cái hồ đó, rõ ràng là tổ tiên mình đã tạo ra. Nếu là hồ có sức mạnh của Aien thì, dù phải dùng hết sinh mệnh của mình cũng không quan trọng. Vậy nên làm ơn hãy giúp tôi. Hãy cứu lấy Richard với, Aien. Cuối cùng hai người cũng có thể được bên nhau rồi nhỉ? Chúc mừng đã tìm thấy đáp án đúng nhé Aien. Đáp án đúng sao? Lần này đã tìm ra đáp án đúng nên nhất định phải hạnh phúc với Gen ít nhé Aien. Lúc này Elisa thở hộc hộc, rồi ngồi dậy ra sức gọi Richard. Vết thương ở ngực đã thu lại. Chợt đôi mắt Richard từ từ mở ra. Richard, anh tỉnh lại rồi sao? Elisa, anh yêu em. Thời khắc anh chết, anh hối hận vì không thể nói rằng anh yêu em. Dù em bảo anh phải nói nhiều, nhưng em không mong là với ý nghĩa đó. Anh yêu em Elisa. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Cô khóc nấc lên mà nói ngắt quãng. Em cũng rất hức. Anh đã định bỏ em lại một mình mà, hức. Giờ anh sẽ không đi đâu cả. Vậy nên hãy cùng trở về nhà nào. Từ ngày Raymore phóng Deans đã 1 tháng trôi qua rồi. Lúc đó không chỉ Hoàng Cung mà nhiều chỗ của thủ đô đã có quái vật đột kích. Trong quá trình này, Ryan đã dùng sức mạnh của lửa để bảo vệ dinh thự, nên đã bị lộ danh tính. Vì thế mà chuyện Rose làm đã bị phát hiện, và bị giam giữ mãi mãi không được trợ giúp trong việc nước. Và sau khi Ryan nhập cung phải trở thành hoàng tử. Nhưng vì vụ lần này, mà Tritian tử mạng và hoàng vị bị bỏ trống. Ryan là người thừa kế ngôi vị, chỉ còn cách là trở thành hoàng đế. Vấn đề là Ryan quá nhỏ nên cần phải có người nhiếp chính. Các quý tộc thay mặt tiên hoàng thái hậu đã bất tỉnh, và hoàng thái hậu bị giam giữ. Đã thảo luận xem ai sẽ là người nhiếp chính. Trong lúc đó Richard đã đứng ra nhận làm người nhiếp chính. Đương nhiên là có những phản bác, nhưng đa số các quý tộc đều đồng ý để cho Richard nhiếp chính. Thế là sau khi Richard nhiếp chính, mình và Richard phải vật vã trong đống công việc muốn điên đầu. Cứ vùi đầu mãi mới có thời gian nghỉ ngơi cùng bọn trẻ. Việc nước đã xử lý tốt đẹp, tường chắn của thủ đô bị phá hủy cũng đang được phục dựng. Sau lễ lên ngôi của Ryan thì tạm thời sẽ không có sự kiện quốc gia nào. Elisa, em nghĩ gì thế? Em cũng không để ý mà lại nghĩ đến, có công việc nào đang bỏ quên không? À, chúng ta đã rất khổ sở. Hở, chị và chú bận sao? Không, hôm nay không bận, có bận cũng sẽ kệ. Hens thì đang ăn một cách ngoằm ngoằm. Hens, con đừng làm thế mà, phải ăn nhăm nhăm chứ. Chợt Hens vui vẻ vẫy tay gọi, Papa. Được rồi, con thấy vui là được. Bẩn quá nè, phải ăn uống sạch sẽ chứ. Anh biết không Richard? Khoảnh khắc này như một câu chuyện cổ tích hạnh phúc. Kết thúc bằng câu, và thế là họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Trước đây cái kết như thế, em sẽ nghĩ là thật chẳng thú vị tẹo nào. Dạo này em lại thấy rất hài lòng với cái kết vô vị và rõ ràng như thế. Chúng ta hãy sống hạnh phúc nhé Richard. Ừ, thật lâu, thật lâu. Thế là, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bộ truyện đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã đón xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.